Chiều ngày 20 tháng 9, lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an huyện Gia Lâm Hà Nội truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em. Theo lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên, đơn vị tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Lãnh đạo công an tỉnh Hưng Yên cũng thông tin thêm, đối tượng bắt cóc cháu bé là nữ, hiện chúng tôi đang phối hợp với công an Hà Nội để bắt giữ. Cùng ngày, trả lời báo chí, đại diện công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin một trẻ em bị bắt cóc. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại khu đô thị cao cấp nằm giáp danh giữa huyện Gia Lâm, Hà Nội và huyện Văn Giang, Hưng Yên. Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều 19 tháng 9, cháu bé nghi bị bắt cóc khoảng 2 tuổi. Ngay sau đó, sự việc được báo với công an và chính quyền địa phương. Trước đó, ở phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội cũng xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em. Theo cảnh sát, do nợ nần nhiều, Nguyễn Đức Trung đã nảy sinh ý định bắt cóc con nhà giàu. Nên tối 14 tháng 8, Trung đã điều khiển ô tô đến khu biệt thự BT7, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để tìm kiếm con mồi. Tới khoảng 19 giờ cùng ngày, trung đi ô tô nhiều vòng quanh khu biệt thự thì phát hiện một cháu bé 7 tuổi sống tại khu biệt thự BT7 đang đạp xe nên đã khống chế và bắt giữ nạn nhân rồi đưa lên ô tô. Sau khi bắt cóc cháu, trung lái xe bỏ trốn lòng vòng qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang, sau đó mới đi về tỉnh Hà Nam. Sau khi nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ công an quận Long Biên, công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc truy bắt nghi phạm gây án. Theo cảnh sát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tới đêm muộn cùng ngày, tổ trinh sát đã lần ra dấu vết, xác định nghi phạm chung chở cháu bé và di chuyển qua nhiều tỉnh như Hưng Yên, Bắc Giang và cuối cùng là tỉnh Hà Nam. Tới khoảng 5 giờ ngày 15 tháng 8, tại khu công nghiệp huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ công tác ập vào và bắt giữ Nguyễn Đức Trung khi đối tượng đang khống chế cháu. Thời điểm bị bắt, Trung dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát, đã bắn vào đùi phải chiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên thành phố Hà Nội. Cảnh sát sau đó đã giải cứu thành công và trong sáng cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về gia đình an toàn. Đối tượng Nguyễn Đức Trung đã được di lý về phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ.